đang chơi trên phố, em cứ tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát, dù không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Thì có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đây thôi. Thì có ai đó lên tiếng chờ, tôi cần chỉ lắng nghe. Thì có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin ở trên này. Các cậu là đồ tồi, bán đứng bạn bè. Mấy giờ cái 15 rồi nhỉ? Dạ, 8 giờ ạ. Mẹ có một nỗi buồn vô hạn. Mẹ buồn lắm. Bây giờ mẹ sẽ kể hết cho con nghe. Con có biết không? Bố của con đã bỏ rơi mẹ con mình. Ông ấy đã bỏ mẹ ngay từ khi ông ấy biết mẹ có mang con. Mẹ đã sống một mình, nuôi con khôn lớn. Con là nguồn vui, là động lực, là cuộc sống của mẹ. Mẹ tự hào về con lắm. Con xinh đẹp, con giỏi giang. Vậy mà, úi giời ơi, thế mà nó đối xử với mình thế đấy chứ lại. Rồi con với cả đối xử với mẹ thế sao? Mẹ chiều đấy. Con xin lỗi rồi, con biết sai rồi mà. Con biết mẹ yêu con nhất trần đời. Con chỉ là con không muốn mẹ phải xấu hổ vì con. Không muốn mẹ phải đến trường vì con phạm lỗi. Con không muốn mẹ phải đeo mo vào mặt. Đeo mo rồi đấy. Ngày mai mang cái mặt mo ở này đến gặp cô chủ nhiệm ở đấy, con có biết chưa hả? Đứa nào dám xì điều ta? Lẽ nào là cái Tú hay cái Hoa? Không được, bọn nó cũng mừng ra mặt đấy thôi. Cháu cảm ơn cô chú. À nhầm, bố mẹ chứ. Cô thấy tôi diễn như thế có được không? Các bác diễn tuyệt lắm. Lần sau có gì thì cô cứ gọi chúng tôi nhé. Vâng, tất nhiên. Đến Tào Tháo sống lại cũng chẳng nghi. Chào cô, chúng tôi về nhé. Vâng, chào các bác ạ. Có phải cậu bếp sếp vụ tớ mời phụ huynh đóng giả đúng không? Cậu vừa mới khóc đấy à? Không lằng nhằng, nói đi, có hay không? Điên à, không đời nào, việc đó chót lọt thì tớ cũng thoát cơ mà. Nghe máy đi. Alo? Có phải cậu xì đều tớ đúng không? Cậu nghe đứa ở bếp sếp đấy. Chuyện chỉ có ba đứa biết. Tú nói không phải, Tú làm. Còn lại tớ và cậu. Không cậu thì là tớ chắc. Ơ à, Alo. Mẹ Hồng Mỹ đấy. Ôi mẹ cậu đẹp quá. Mẹ cậu ấy là diễn viên nổi tiếng đấy. Thế á, thảo nào. Cả hai mẹ con đều đẹp ấy chứ. Yeah. Thế mà lại còn bị gọi lên chỉ vì tụi con gái que có. Lại còn thuê người đóng giả phụ huynh nữa cơ chứ. Yeah. Đúng là có năng khiếu diễn viên giống mẹ. Bị triệu tập đến đây gặp cô giáo chủ nhiệm rồi. Tội nghiệp cô ý.
Mà sao mặt Hồng ấy lại sầm xì ra thế nhỉ? Người đẹp mà sầm xì là có vấn đề đấy. À nhớ rồi, có lần Hồng Mỹ nói là không muốn mọi người biết mẹ cậu ý là diễn viên nổi tiếng. À, thảo nào. Mà sao Hồng Mỹ phải che giấu chuyện đấy? Thì người ta là người nổi tiếng, không muốn tiếp xúc nhiều, phức tạp. Rồi tự nhiên lại thấy một ngày trên trang nhất báo lá cả, thì chết. Ừ nhỉ, nhưng thế cũng thích, đi đâu ai cũng biết. Chứ còn gì, sau này mà tớ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng thì các cậu muốn gặp cũng khó nhá. Mà còn nữa, các cậu muốn xin chữ ký thì xin luôn bây giờ đi. Sau này bán đấu giá, tha hồ mà giàu nhá. Đúng là, đao chuyện này, sợ hơn chuyện kia, chả liên quan gì cả. Phan Linh ạ, là đang tự diễn hoặc mình là người nổi tiếng. Kiểu này thế nào cũng có chuyện lớn xảy ra đấy. Bọn mình đi ngó xem sao. Sao cậu đánh tớ? Các em làm gì ở đây? Bọn em xong việc rồi ạ. Tí nữa thì tôi đợi cả ba đứa. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô giám thị mà tim tớ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy. Lạy Chúa tôi, tôi lạy Chúa. Chúa lạy tôi. Thôi thôi, đi thôi. Này, tôi thấy khổ thân mẹ Hồng Mỹ quá. Hồng Mỹ chắc phải đường cùng rồi nên mới dám làm như thế. Tôi cũng nghĩ vậy. Hãy subscribe.